Ngày 9 tháng 3, đội trưởng 5 phòng cảnh sát kinh tế CAP Hải Phòng cho biết vừa phát hiện bắt giữ 3 đối tượng đang vận chuyển 4.000 hộp thuốc điều trị COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Trước đó, tổ công tác phát hiện 3 đối tượng gồm Tô Đức Hồng và Phạm Thị Ánh Nguyệt đang vận chuyển và giao cho Phạm Thị Thúy Nga 4.000 hộp thuốc điều trị COVID-19. Trên bao bì thì có ghi chữ Trung Quốc, thường được gọi là Liên Hoa Thanh Ôn. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp đã mua một số thuốc trên mạng về địa bàn thành phố tiêu thụ. Toàn bộ số hàng trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tổng giá trị hàng hóa lên đến 200 triệu đồng.